đánh bắt hải sâm, một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Mặc dù bản thân loài hải sâm không gây ra mối đe dọa, nhưng đánh bắt chúng là một trong những công việc nguy hiểm nhất thế giới. Phần thử thách nhất trong chuyến đánh bắt là đảm bảo an toàn cho thợ lặn khi họ lần theo dấu vết của hải sâm, loài sinh vật thoát ẩn thoát hiện dưới đáy biển. Các mối nguy hiểm bao gồm cạn kiệt oxy, thuyền bị lật, nhiệt độ đóng băng và cá voi sát thủ tấn công. Ở Việt Nam cũng có nghề lặn bắt hải sâm. Họ mang theo bình dưỡng khí oxy, đeo kính lặn và có gần 5 kg chì quấn xung quanh người để tăng độ nặng và xuống sâu nhanh hơn. Mỗi ngày họ thay phiên nhau lặn từ 3 đến 4 ca. Nếu trúng mánh thì chuyến đi thu tiền 100 triệu cho mỗi người, còn gặp hiểm nguy thì có thể mất mạng như trên. Nghề tìm hải sâm do phải lặn xuống biển quá sâu, chừng 60 đến 70 mét nên luôn đối mặt với hiểm nguy. Nếu không cẩn thận thì dễ bị tai biến, nhẹ thì bị liệt, còn nặng thì bỏ mạng giữa trùng dương.